Sắp là câu duyên Nhật Bản cho tất cả các bạn thủ Bắc Trung Nam đã quay trở lại vào ngày hôm nay, bây giờ ngày 20 tháng 2 như này. Cái video này mình là có 28 mẫu cần 4 con máy, thì giới thiệu sơ lược những dòng máy như là máy cối nông này, đây có mô bin chết như này và mô bin sống Daiwa Shimano. Đây thì có hai con của dòng C này, C thì đây sẽ có một con máy của dòng Betanium này, tay phải như này, máy ngang và một con Utega nha, 2.5S, máy cực đẹp. Một số cần thì những dòng như là cần lua rút, cho nên mình không ngâm câu đơn. Đây những dòng như carbon wicker của Daiwa nha, 2.7, 3.1, 3.3. 12 da, con ngâm lăng xe này. Đó, ISO thì có cứng 2, cứng 5, cứng 4. Dài từ 4.5 cho đến 6.3. Cần súp lở thì 3.9 như này. Từ 3.9 cho đến 4m và 4.25. Cán vợt thì sẽ có cán 5m. Một số cần lô thì những dòng như là 1.8 cần lô máy đứng. Đây thì có cần fly câu suối, đây có một con của dòng API như này, đây dòng Nhật nha. Con này thì em biết rồi, cực kỳ siêu khủng luôn mà này. Cần một khúc thì những dòng như là câu lô này, câu xích biển này, từ 1.5 cho đến 1.8. Đây, cắm gốc thì sẽ có đây 1.8 và 2m cho anh em. Những dòng Zenith, dòng Tifa để dòng châu cho mình. Một số cần câu bè thì những dòng như là Hechi, dài từ 2m1, cứng 10 cho đến từ 15. Và một số cần 2-3 khúc, đây thì có những dòng cần cứng khủng như này, 2m4, 2m7, cứng từ 150 cho đến 300. Đó, cần có 2-3 khúc đầy đủ này, câu ngâm, câu biển. Thì tất cả sản phẩm bên em đều ship có toàn quốc, nhận hàng đồng kiểm như này. Trong ship tới tận nhà, anh em được tháo hàng ra, mình kiểm tra hàng rồi thanh toán qua nhân viên giao hàng. Ship có toàn quốc 30.000 một đơn, anh em thanh toán chuyển khoản hoặc là mua từ hai sản phẩm đổ lên, bên sẽ hỗ trợ tiền ship nha. Thì mã số 1 thì đây sẽ có một con máy của dòng Daiwa, con này là dòng Daiwa Procaster như này, con này là 7.000. Sẽ đặt con này ra cho mình tầm khoảng vào tầm khoảng trên 8.000 nha. Con này thì bản Japan. Con này thì mua bin sống hay mua bin chết như này. Đây con này thì mua bin anh em mình vặn mình ra này. Còn anh em vặn ship vào là cứng nha. Đây cứng nha, không lắc được nha. Đó, lưu ý nha. Cái này là ship ra là được này, con này là xả vào là không được nha. Cứng ngắc này. Sai thật tầm khoảng 18.000, cái cước con này thì nó sẵn cho mình tầm khoảng cước số 3 đến số 4. Đây, Procaster. Thông số cước thì bộ số 4 được 250, số 5 200m, số 6 được 160m này. Đó. Cái đổi tay trái phải được nha. Con này thì mua bin chết nha, gạt cước này. Dòng máy hoạt động tốt cho nên mình đi câu cá lóc, mình cũng ngâm câu đơn được này. Đó, máy thì ok nha. Mình sẽ test máy cho mình một chiều này. Máy hoạt động tốt nha này. Đó, hoạt động tốt này. Chúc chặn hai chiều ở đây. Đó, nó chạy hai chiều nha. Con này có mã số 1 nha anh em, giá con này là 550 nha. Đây, 550.000 ạ. Số 2 thì một con máy, con này thì máy cối nông cho đánh lục nha anh em, đánh lục cua biển đây. Con này thì của dòng Shimano. Con này dòng Shimano, dòng Power, dòng Ariel nha anh em, GT6000. Con này thì bản là bản Japan nội địa Nhật luôn. Đây, Shimano Japan. Cái con này thì size thực tầm khoảng 8 đến 10 ngàn thì nó sẽ có cước sẵn cho mình nha anh em. Con này mua bên sống nha. Đây, lưỡi gà này, lò cước này, mua bên sống nha anh em. Đó. Cứ con này thì ra cho mình tầm khoảng cước số 4. Số 4 là thì mình câu cá lớn được rồi. Con này GT6000 thì thông số cước chạy cho mình là 3 bomberin và thông gratio là 3.8.1 nha. Thông số cước số 5 được 200m. Đó. Thì tính lên thôi, đơn giản nha. Con này hoạt động tốt cho mình, đổi tay trái phải được, 1-2 chiều có nha. Một chiều này. Đó. Con này mua bên sống nha này. Mua bên sống thì này mình câu biển, đánh lục đều được này. Chúc chặn 2 chiều ở đây. Đó. Đúng rồi, tốt nha, con này mã số 2, giá 900 nha em, giá 900 ngàn nha. Rồi, mã số 3, số 3 thì sẽ có một con này là máy ngang tay phải nha. Con này của dòng là Shimano này, dòng Metanium nha em, đây, Metanium dòng MG nha, Shimano. Con này tay phải, con tình trạng của máy thì nó sẽ có sức dăm sơn thế này. Đó. Sức dăm sơn nha, con này bạn là bạn Japan nội địa Nhật luôn. Con này thì trong máy này thì anh em khỏi phải bàn rồi. Con này thì anh em có thể tháo ra này. Đó. Tháo ra mình xem nha. Con này tháng gọi là tháng tư như này. Đây tháng tư. Đây được cực kỳ ngon rồi. Khỏi phải bàn. Đó. Bao mượt như này. Cái dòng Metanium MG này thì khỏi phải bàn cho mình luôn. Đó. Anh em xích lại nha. Thì cái này thắng là đơn giản thôi. Cái này thì nó sẽ có một cái form sẵn như mình rồi. Đó. Cần gạt lên là được nha. Đó, chốt lại cho mình. Con này thì thích hợp cho em mình câu tay phải thì máy con này thì khỏi phải bàn luôn. Đó, bao mượt nha. Con này thì mã số 3 đối với máy, giá 1.8 như này. Con này thì tay phải đối với Việt Nam thì giá thành sẽ rẻ hơn. Con này thì em sẽ có một con tay trái nha. Tay trái thì thảo giá sẽ mắc hơn. Tầm khoảng 2.8 như này. Đó. Rồi, máy thì câu lô thì đây sẽ có một con máy đứng, con này thì của Shimano luôn, con này thì của dòng Shimano dòng Utega nha anh em, Avanke Shimano. Con này của mình là 2500S.
thì cái thông spare con này 0.8 được 150m, số 1 110. Đây, Flozo như này. Cứng ni lông thì số 3 106, số 4 104, số 5 100m và số 6 được 80m cho mình. Cái con này thì nó chạy cho mình 5 Bomberin và con này thì bản nguyên là bản Malaysia nha anh. Đây, Malaysia xuất thị trường Nhật. Đời mới nha. Và đời tầm khoảng 2020 á. Đây, lò cước này, lưỡi gà này. Con này cối nông nha. Cối nông thích hợp anh em mình câu lua hoặc câu ISO. Còn là cước thì còn mới. Trong tổng thể con này thì còn rất là đẹp nha. Tình trạng con này rơi cho mình tầm khoảng trên 95%. ABS đầy đủ này, một chiều nha. Cái dòng thì khỏi bàn rồi, bao mực cho mình ạ. Chúc trạng hai chiều ở đây. Động nhẹ là chạy nha. Đó. Con này thì mã số 4 đối với máy nha anh em. Giá con này là giá 2 triệu nha. Đây, giá 2 triệu cho mình ạ. Đẹp nha. Đối với cần thì có 28 mẫu cần, mã số 1 thì một con cần, con này dạng cần mini của Daiwa nha anh em. Daiwa mini dòng carbon quicker 2m7 cứng 30. Thôi cho nên mình cùng ngâm câu đơn. Đây, phôi con này là phôi Haya nha. Con này bạn gọi là bản nội địa Nhật nha anh em. Đây, bản nội địa Nhật phôi Haya. Dàng khoen là dàng khoen Fuji lớn. Đây, Fuji đen, đây loại xịt đất xám. Ngọn cần thì đo cho mình là sát trên này được á, là ngọn 2.2 ly. Ngọn cần sẽ có 1, 2 này và 3 phần chạy nha em. Phôi con này là phôi carbon xoắn 2 da, trừ lóng ngọn nha. Trừ cái lóng ngọn thôi. Còn mấy cái lóng dưới của mình này, đây là 2 da toàn thân hết này. Đây, khoen D3 con này rộng khoen chạy luôn. Và nó sẽ có định vị nha. Đây, cái định vị này. Định vị lóng, định vị khoen cho mình hết luôn. Con này sẽ đẹp nha. Bản nội địa Nhật. 2m7 cứng 30, cân nặng con này là 250g, mã số 1 nha. Đối với cần, giá 1.2 triệu. Đây, gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm nha, 1.200.000. Mã số 2, một con cần lua rút nha. Đây, con này là con cần lua rút carbon của dòng Titanic Enjoy, của dòng Seabass nha. Đây, Goldfielding Seabass. Cái độ dài con này là 11 feet, là 3m3, độ cứng cần là M. M thì cũng dạng cứng rồi. Thông số tải mồi từ 1/2 đến 2 OZ. Thế đó cho mình tầm khoảng từ 50 mấy đến 60 gram, tại cá 20 là bao, tầm khoảng 90 cái cá. Hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Đây, phôi các bạn là phôi carbon xoắn 2 da nha em. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, loại xịt đất xám, khoen lớn, cứng tầm khoảng M. 60 gram thì lùi nhớ hệ vỡ chất thật được rồi, ngọn 2.2 ly. Trừ cái lóng ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy ra, còn những cái lóng còn lại cũng cần đều là 2 da này. Đây, đây là phôi carbon xoắn 2 da nha. Đó, phôi carbon xoắn 2 da này. Tổng thể thì còn đẹp và sáng nha. Đây, khoen Fuji xứ xám. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji DPS, thật là cho mình Lugan. Cân nặng là 310g, mã số 2, giá 800 nha nè. Đây, 800.000 nha. Tình trạng thì sẽ có sức dâm, sơn theo cần. Số 3, một con cần dạng súp lỡ câu ngâm câu đơn. Con này thì 2m7 cứng 15 của dòng Quenco nha nè. Cái dòng này là của Korea xuất thị trường Nhật này. Cứng 15 thì cũng dạng mềm thôi, mình câu lô rút cũng được. Quen pad Fuji, đây loại xịt đất xám. Cứng 15, ngọn cần đo được là ngọn 2 ly. Con này kèm là 3 lóng, ngọn sẽ có 1 này. Và 2 khuyên chạy nha. Đây, nước sơn con này thì màu xanh. Thì kèm 3 lóng nha này. Con này nên mình câu ao sông hồ tự nhiên thì nói chung là dạng vừa thôi. 2m7 thì vừa rồi, không cần câu nhiều. Anh em muốn dài hơn thì lấy dài ha. 2m7 cứng 15. Cần thì còn rất là đẹp. Cân nặng con này chỉ có 160g, mã số 3, giá 600 nha này. Đây, 600.000 nha. Con này dạng súp lỡ, câu ISO hay mình câu lô rút đều được ạ. Số 4 thì một con này cần dạng súp lỡ này. Con này súp lỡ carbon. Súp như này, 3m6 cứng hát. Cứng hát thì con này rơi cho mình tầm khoảng vào 25 cho mình thôi. Đây, khoen pad Fuji. Đây, lọ xịt đá xám như này. Con này 3m6 cứng hát, ngọn cần là ngọn 2 ly. Cứng tầm khoảng vào 25. Ngọn có 1 và 2 khuyên chạy đây. Cần carbon nha. Cần đi kèm cho mình là 4 lóng ạ. Đây, 4 lóng nha. Tổng thể thế này. Đó, 4 lóng như này. Carbon xoắn vân toàn thân. Khoen pad Fuji, loại xịt đá xám. Pad là pad Fuji F7 nha. Pad này mình gắn máy lớn được. Cân nặng là 250g, mã số 4 nha em. Giá có đây là giá 600 nha. Đây, 600.000 ạ. Số 5, một con ISO khoen nhỏ. Con này thì khoen pad thường, em để cho mình giá rẻ nha. Con này thì 5m4 cứng 1.5 của dòng là Snipper One ISO này. Cứng 1.5 thì cũng dạng mềm thôi, tầm khoảng 3H cần tay. Đây, khoen pad thường nha. Con này đã được hạ ngọn rồi, nó giờ nó còn tầm khoảng vào 5m2 thôi nha. Hạ 20 phân thì để cho mình giá rẻ nha, 350 thôi. Cần carbon, ngọn 2 ly, cái ngọn cần thì nó sẽ có 2 khuyên chạy đây. Đó, cái lóng thứ hai thì vẫn có 1 khuyên chạy cho mình. Và carbon thì xoắn vân toàn thân hết luôn. Đây, 5m4 nha, cứng 1.5, hạ 20 phân, còn 5m2 thôi. Con này khoen pad thường nha. Đây, pad của mình là pad gập, pad thường như mình này.
Cân nặng con này thì cân được cho mình á là 220g, mã số 5, giá 350, 350.000 nha. Cân carbon cho mình ạ. Số 6, một con ISO, con này thì dạng ISO khoen lớn của Daiwa. ISO khoen lớn của dòng Daiwa nha anh em. Con này thì dài là 5m3, độ cứng 2, khoen lớn thì đã solar patch vặn rồi. Con này thì hàng nội địa Nhật nha, đẹp made in Japan, có mã code và tem vàng. Con này thì hai cái lóng dưới của mình á là carbon xoắn hai da này. Đó, carbon hai da nha. Con này xạ cần tay ra cho mình tầm khoảng 4H. Cái ngọn cần thì ngọn lớn nha anh em. Con này ngọn cần là 1.8 ly. Ngọn thì có số 1 này. Và hai khuyên chạy nha. Mấy cái lóng trên này thì là carbon xoắn vân hết. Thì mấy con này thì bên em vẫn hỗ trợ hai cần tay. Cái con này là nguyên bản riêng của cần là mấy cái lóng hai, chỉ có hai cái lóng dưới nha anh em. Hai cái lóng dưới là hai da thôi, còn mấy cái lóng trên là carbon xoắn vân. Nên anh em chơi cái dòng Daiwa nhiều thì biết rồi. Nó tùy theo loại cần. Cái dòng mà made in Japan này á thì chỉ có hai lóng dưới thôi. Cân nặng của cần này là 295g, mã số 6 nha anh em. Giá 700. Đây, 700.000 nha. Xả tay tầm khoảng 4H cho mình ạ. Tiếp theo mã số 7. Số 7 thì con này là con ISO Daiwa khoen lớn, con này thì cứng bạo lực hơn. Đây, Daiwa cho mình luôn. Con này thì Daiwa dòng Progen, dài 5m3, độ cứng 5. Cứng 5 nha anh em. Con này hàng Việt Nam xuất thị trường Nhật này, nó sẽ có cái mã code đây. Và cái tem vàng đầy đủ nha. Tình trạng cần thì nó sẽ có sức giam sơ theo cần. Thì khoen lớn thì đa số là bách vặn rồi. Fuji Daiwa chính hãng theo cần luôn. Đây, dàn khoen Fuji xứ xám. Cứng 5 thì ngọn con này là ngọn 1.8 ly. Đây, ngọn 1.8 ly. Ngọn có 1 và 2. 3 khoen chạy nha. Con này thì carbon nó xoắn vân toàn thân. Cái nước sơn màu bạc. Tình trạng thì có hơi cũ như này. Đây, sẽ có cũ và sức giam sơ theo cần này. Đó. Con này thì mình câu gần. Mình đánh lục độ cần đều được nha. Mình còn đánh lục độ cần, đánh gần bờ thôi. Cứng 5 thì dạng cứng rồi, cứng tầm khoảng 25. Tính theo cần ISO, à, tính theo cần lục nha. Cân nặng con này là 410g, mã số 7, giá 800. Đây, 800.000 nha. Số 8, một con cần ISO khoen nhỏ, con này có dòng Ryobi. Con này Ryobi rất đẹp như này, có dòng carbon mà con này carbon xoắn bông rất đẹp nha. Có dòng Fireway. Dài là 6m3, độ cứng 1, trong là cứng 1 thì con này cảm giác thôi, bản nội địa Nhật. Khoen phát Fuji xứ xám. Đây, phôi hai da nha của Ryobi. Thì con này hạ tay tầm khoảng 3-3.5H. Ngọn cần thì rất nhỏ nha, ngọn 0.8 ly cho mình. Ngọn thì có 1 và 2 ba khoen chạy này. Cái dòng này thì zin nguyên bản của cần là thì mấy hai cái lóng ngọn của nó này, lóng ngọn và lóng thứ hai á là carbon xoắn vân màu đỏ nha này. Còn những cái lóng còn lại là hai da này. Đây, carbon xoắn bông hết nha. Đây, xoắn bông này. Cần rất đẹp nha. Tổng thể thế này. Đó. Đẹp cho anh em. Của hai da của dòng Ryobi 6m3, độ cứng 1, quen bát Fuji. Cân nặng con này là 350g, mã số 8 nha anh em. Giá cần là giá 1.200.000 nha. Đây, giá 1.200.000. Con này mới cứng nha. Tiếp theo mã số 9 ạ. Số 9 thì sẽ có một con cần súp lỡ cho đại đánh lục độ cần và gần bờ. Cái hai con này là của hãng Suzumi, dài là 3m9, cứng 25, của dòng là Space Soup này. Thì carbon nha anh em, hàng Korea xuất thị trường Nhật đây, nó sẽ có cái tem vàng đây. Tình trạng con này cái lóng gốc á sẽ có xước nha. Đây, xước dăm ở ngoài. Pad Fuji F7, dàn khoen Fuji xứ đá xám, cứng 25 tầm khoảng EX, đánh đầu cần. Ngọn 2.5 ly. Ngọn cần thì nó sẽ có vẫn có cho mình hai khuyên chạy rồi. Đi kèm là 4 lóng nha. Đây, 4 lóng. Carbon thì nó sẽ xoắn vân toàn thân này. Đó. Tình trạng con này thì có xước dăm sơn ngoài thôi nha. Lưu ý nha. Có xước dăm sơn ngoài thôi. Còn lại thì ok cho mình ạ. 3m9, cứng 25, cân nặng của cần á thì cân được là 370g, mã số 9, giá con này là giá 700 nha anh em. Đây, giá 700.000 nha. Số 10 thì đây sẽ có một con cần lục, con này thì cũng đánh đầu cần gần bờ. Cái con này của dòng NFT đây. NFT dòng là dòng acid nha. Đây, dòng Powerlove. Dài 4m, cứng 20. Con này thì bạn mình là bạn Singapore xuất Nhật nha. Đây, có tem nội địa đây. Cái dòng mà thì phôi hai da toàn thân rồi. Acid. Pad Fuji F7, dàn khoen con này là dàn khoen Fuji đen. Đây, Fuji đen loại xí đất xám. Thì cứng 20 tầm khoảng EBIT cho mình, ngọn cần là 2 ly. Đây, ngọn 2 ly thì phôi hai da toàn thân nha. Ngọn thì nó sẽ có cho mình hai khuyên chạy này. Đó, bon xoắn vân. Toàn thân hai da nha. Cái dòng power lớp này thì hai da như này rồi. Cái lóng gốc sát cho này lên đó thì nó sẽ có sức dăm sơ một xíu thôi. Còn lại thì còn đẹp và nguyên bản hết nha này. Đó, đánh đầu cần và gần bờ. 4m, cứng 25 của acid dòng Powerlove. Cân nặng của cần là 375g, mã số 10. Giá này là giá 2 triệu nha. Đây, giá cần 2 triệu cho mình ạ.
Mã số 11. 11 thì ở đây sẽ có một con cần lộc luôn. Con này thì cứng hơn, con này của bạn Shimano nha anh em. Con này Shimano dòng Sudlader FV, dài là 4m25, độ cứng con này là CST. Con này hàng China xuất Nhật này, nó sẽ có mã code này và tem vàng đầy đủ đây. Đó. Bát con này bát Fuji NS7, dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nha. Con này bạn của mình là bạn màu đỏ này là khoen xích hết, China xuất Nhật. Ngọn 2.6 ly, cái dòng này thì có phôi Haya này, định vị đầy đủ nha. Con này CS thì cứng tầm khoảng 30, đánh lục tầm khoảng từ 35 mét độ lại nha anh em, là vừa này. Đó. Carbon xoắn này, Haya này. Đó. Tình trạng thì có sức dăm, nó sẽ tầm khoảng 90% cho mình nha anh em. 425 CST, bên này vẫn hỗ trợ hạ pad miễn phí, cuốn chỉ lên keo zin theo cần luôn. Cân nặng con này là 450g, mã số 11, giá 2.8 triệu. Đây, 2.800.000 ạ. Mã số 12, con này thì 12 nha anh em, 12 có một cái cán vợt nha. Cái cán vợt này là cán vợt này của hãng Suzumi này. Đây, cán vợt của hãng Suzumi. Cán này thì nó dài 5m nha. Đây, 5m, cán Suzumi Carbon. Hàng của mình là Korea xuất Nhật này, để có tem vàng nha. Thì anh em biết rồi, bên Nhật về thì đa số gen của mình là cũng đều gen 12 hết nha. Đây, con này là gen của mình là gen 12 cho mình luôn. Đây, gen 12 nha. Thì cán vợt này thì cũng tương đối nhẹ thôi, Carbon. Đó, nó sẽ cuốn xâm, đóng sơ mi chống nổ trên đầu hết luôn này. Đây, đóng sơ mi trên đầu nổ thế nè. Đây, đi kèm mà năm lóng cho mình. Cán thì nó sẽ có xước rồi. Thì là cán thì nó sẽ có xước dăm hơn là cần nha. Đó, còn ok hết. Cán này thì mã 12, giá 500.000 ạ. Đây, 500 nha nè. Nó sẽ có dính keo nha. Cái này thì keo hàng về nhiều chứ có vệ sinh thôi. Cán vợt Suzumi Carbon 5m, 500.000. Tiếp theo sẽ có một số cần lua và cần fly. Ở đây thì mã số 13, một con cần lua 2 khúc máy đứng. Con này thì cần lua carbon 2 khúc máy đứng. Cái độ dài của cần nha là 1m8 nha em. Đây 6 feet, cứng tầm khoảng và L. L thì cũng dạng cảm giác thôi. Con này khoen có mình là khoen thường nha. Đây có loại sứ cho mình nè. Cái ngọn cần là ngọn 2 ly. Thích hợp cho nên mình lua lóc, lua chẽm, cầu bè, cảm giác thôi. Còn thì giá thành rẻ nha. Khoen bắt thường, tay cầm cán mút này, bắt vặn carbon. Cân nặng 135g, mã số 13, giá 350 nha. Đây, 350.000 ạ. Mã số 14 này, 14 con này là con cần fly cho mình câu suối nha. Cái cần fly này thì rất là mềm, nó sẽ cứng tầm khoảng với UL tính theo cần lua thôi nha. Đây, cần fly câu suối. Cái con này là cần fly, con độ dài con này là 7.6, dài là 2m28, cứng thăng 3 đến thăng 4 của dòng AB nha này, AB Special hàng Korea này. Đấy. Con này thì tay cầm nó bằng cán mút và cái pad con này bắt vặn máy nút. Đa số fly thì mình sẽ cầm tay trên này và máy quay như này nha. Đó. Khoen con này là khoen đề ba là khoen Fuji thôi, còn những cái khoen còn lại khoen zin đâu cần bằng loại bằng sứ nha, hay bằng inox nha. Inox như này. Ngọn 1.6 ly. Đó 2m28. Cứng thăng 3 thăng 4 tầm khoảng UL thôi. UL thì nó mềm. Con này thì fly thì siêu nhẹ rồi, cho mình câu mấy con mồi ruồi á, mình câu bờ suối, mình câu cảm giác thôi. Cân nặng 170g, mã số 14, giá con này là giá 500.000 nha. Đây, 500.000 ạ. Mã số 15 này, 15 một con cần lua gần. Con này thì của dòng APA, anh em biết rồi. Con này thì giá mới bên Nhật thì nó còn nguyên cái hộp của nó thì không dưới 15 cho mình đâu. Đó, APA nha em. Đây, APA của hàng Nhật, Made in Japan. Cái con này là của dòng là Nhật này, dòng APA Bloodline SM này. Dài là 10 feet nha em, là 3m, cứng hát. Cứng hát nha, con này thì lua mát là 100g, nội địa Nhật, Made in Japan. Phôi của mình là phôi Haya toàn thân. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích nha, ba chân hết. Con này thì ngọn cần thì ngọn lớn, cứng hát thì ngọn 3.4 ly. Phôi Haya từ gốc tới ngọn cho mình luôn. Đây, con này thì mới tầm khoảng trên 95% nha. Cái dòng mình thì khỏi phải bàn cho mình rồi. Anh em mà con này mình về mình lua gần á, mình lua bộ lực nha. Cái tay cầm con này thì nó bằng cán mút, trên này thì nó sẽ cái dạng đóng IPS cho mình cầm khỏi bị tuột tay này nha. Pad là pad Fuji chính hãng theo cần luôn. Đó, đẹp và mới nha em. Con này anh em biết rồi, của dòng Asia và dòng Bloodline này á thì cực kỳ mắc. Pad con này pad vặn này, pad thì nó sẽ có một cái chân ở dưới cho mình giữ này. Đây, chân ở dưới cho mình giữ lại nha, cực kỳ chắc chắn. Cân nặng là 380g, mã số 15, giá 7 triệu nha em. 7 triệu cho mình ạ. Đây, 7 triệu nha. 13m, cứng ngay hát cho mình ạ. Hát thì dạng như là cứng nhất rồi, phôi da toàn thân. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần lua một khúc. Cái con này là cần lua một khúc đã được hạ ngọn nha anh em, lưu ý nha.
Có thể là cần luôn một khúc của Olympic. Hiện tại con này thì dài cho mình là 1m55. Còn thì bạn có phải là bản nội địa Nhật nha. Đây, tem vàng này. Cái tay cầm con này thì đã bằng cán bần và bát là bát vặn này, Fuji Gold. Dàn khoen là dàn khoen full xích nha. Hiện tại là còn 1m55. Đã được hạ ngọn rồi. Đây cái đầu bu xích chống xoắn này. Ngọn hiện tại là ngọn 2.5 ly. Cái độ cứng hiện tại của cần nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào độ cứng hát anh em. Đây cứng hát thì cũng nhận cứng, lùi như hệ vào chứ thực được. 1m55, khoen xích, bát Gold. Olympic nội địa Nhật. Cân nặng là 120g, mã số 16, giá 500 nha anh em. Đây, giá 500 ngàn nha. Khoen xích hết nha. Rồi tiếp theo tại đây sẽ có một con cần một khúc. Cái con này là cần zit nha anh em. Đây, con này cần zit của dòng Zero nha. Zero dòng Japan này, Zenith này. Cái con này thông số cần như sau, cần zit một khúc máy đứng. Con này thì dòng Zigger chút, con này thì độ dài của cần này là 5.9 nha anh em. Đây, 5.9 là 1m77 nha. Con này lưu mát là 3 OZ tầm khoảng 90-100g. PE thì mát là số 3. Con này thì mấy con bè lão bè trang rồi thì khỏi bàn này. Rất là cực kỳ nhạy nha, nhồng đúng được. Tay cầm cán mút bắt là bắt vặn Fuji Gold. Dàn khoen full xích 3 chân này. Cái khoen này á thì anh em mà chơi nhiều thì biết này, cái khoen là khoen đời cũ nha này. Đời cũ mà khoen này là khoen dạng titan nha, nhẹ như bông luôn. Đó, nó không dập chữ titan thôi. Khoen đề ba là khoen Fuji H30. Đó, con này thì độ cứng ra cho mình tầm khoảng vào 3 OZ thì tầm khoảng độ cứng MH hơn nha này. Đây MH hơn nha. 1m77 một khúc ạ. Cân nặng của cần thì là 210g, mã số 17, giá 2.2 triệu. Đây 2.200.000. Tiếp theo 18 thì con này là con cần cắm gốc. Con cắm gốc thì nó sẽ gọn nhẹ hơn là con kia. Con này thì có dòng Zenith nha anh em. Zenith thì anh em biết rồi, đều Japan nội địa Nhật hết. Con này thì dài hơn một xíu, 6 feet 1.8 của dòng Mebus nha anh em. Cái thông số con này thì PE mát từ 1 đến 3 thì thông số zit là từ 60 đến 120g. Thì nó cũng cứng bằng con kia hồi nãy, một bằng ngang ngang nhau thôi, còn không hơn lắm. Zenith thì phôi có mình là phôi carbon xoắn caro toàn thân, dàn khoen Fuji 3 chân khoen bướm nha. Đây loại sữa xít, bắt vặn Fuji. Đó, còn được đẹp nha, phôi Heya này của dòng Zenith. Con này thì cũng cứng, cũng tầm khoảng từ MH đến độ cứng hát cho mình. Ngọn cần thì 2.6 ly. Tất cả khoen của mình là khoen loại sữa xít hết nha. Này, cứng nha. Còn cán bút thì nó sẽ gọn hơn cho mình một xíu. Còn một khúc thì nói chung là nó hơi dài nha. Để em đo cái con này thì thu gọn bao nhiêu để mình bọc ba lô này, cái bao vải này thì dễ hơn nha. Con này thì thu gọn chỉ có 130cm thôi. Nó cũng bằng mấy con cần 2 khúc mà 2m7 thôi. Gọn nhẹ nha này. Zenith 1m8, cứng tầm khoảng độ cứng hát. Cân nặng là 220g, mã số 18 nha. Giá con này là giá 2.2 triệu. Đây 2.200.000. Tiếp theo thì đây sẽ có một con cần cắm gốc luôn. Con này thì nó sẽ không cứng bằng mấy con kia. Con này thì chuyên châu cho mình đây, xuất châu nhà dòng Tifa. Con này cũng bè lão bè trang thì zit được khỏi bàn này. Con này thì cần zit cắm gốc. Con này thì dài hơn, độ dài con này là 7.6, là 2m28 nha em. 2m28 gần 2m3, 15-30g, 12-16 là bao. Con này thì cứng tầm khoảng vừa M thôi. Đó, tay cầm cán mút bắt vặn Fuji. Những dòng thì cho mình zit hạng nhẹ thôi. Khoen các bạn là dạng khoen full xích 3 chân cái này. Tình trạng con này thì còn mới nha. Đó, mới sáng hết. Đây, cái ngọn cần là ngọn 2.2 ly, đầu bố xích chống xoắn. Đó, cần thì còn đẹp và sáng hết này. 2m28 như này. Cái con này thì ngọn cũng tương đối dài. Thì mấy con này anh em đi câu biển á, thì đa số mình sẽ có một cái hộp rồi. Cái hộp thì nó ra cho mình tầm khoảng từ 2m1, 2m2. Thì bỏ thoải mái nha. Con này thì ngọn 1m8 cho mình. Đó, 1m8 như này. Cân nặng của cần thì cân được á là 290g, mã số là 19, giá 1.8 triệu. Đây, 1.800.000. Cái dòng Tifa này chuyên xuất cho anh em biết rồi. Rồi mã số 20 đổ lên thì một số cần công ngâm la C. Ở 20 thì đây sẽ có một con cần 2 khúc. Con này có cái bao nha anh em. Đây có cái bao cho mình đây. 2 khúc này là của hãng Alpha Techco, hàng Korea xuất Nhật. Con này thì độ dài cần là 2m1, cứng 10 nha. Cứng 10 thì nó mềm. Nó cứng hơn Ikeda một xíu thôi. Ở trong mấy con này thì mình câu cá nâu, cá rìa đi câu bè á thì cảm giác khỏi bàn rồi. Đó. Bát là bát Fuji F6, dàn khoen con này là dàn khoen Fuji 3 chân sứ đen hết nha. Đây Fuji 3 chân sứ đen. Cái con này thì em lưu ý nó bị hụt một xíu nha, nó hụt tầm khoảng vào 2 phân thôi, 2cm nha. Ngọn nhỏ 0.8 ly. Keo của nó thì lâu ngày nó sẽ bị có vết rạn nha. Đây vết rạn thế này thôi. 2m1 độ cứng 10. Cân nặng là 120g, mã số 20, giá 500.000 này. Đây 500 nha. Nó sẽ có cái bao vải kèm nha. Mã số là 21. Con này cũng là cần he chi cho mình câu bè luôn. Con này thì của Olympic,
dòng GR này, Olympic như này. Dài là 2m1, con này thì nó cứng hơn một xíu thôi. Đây, độ cứng ở tầm khoảng từ 10 đến 15 thì nó cũng bằng Gorky thôi. Cán dẹp cho mình tì tay. Tay cầm thì được cuốn chỉ này, bát Fuji, khoen các bạn là khoen Fuji luôn. Đây khoen Fuji nha. Khoen bát Fuji hết, khoen đề ba là khoen xứ xám. À khoen dạ quang như này. Khoen phát quang cho mình á. Ngọn là 1.4 ly. Đây tổng thể thế này, cần cũng là cần carbon nha. Nội địa Nhật Bản luôn. Câu bè câu ngâm. Cân nặng con này thì được là 130g, mã số 21, giá 500.000 ạ. Đây 500 nha. 21 cân 10-15. Mã số 22, một con cần hai khúc. Cái con này cho anh em mình câu ngâm này, câu lăn xê này. Con này thì cứng nha này. Con cần này thì của hãng Alpha nha này, của dòng Alpha Tackle. Cái độ dài con này là 2m4, con này bản mình là bản Japan, đây nội địa Nhật nha. Cái con này nó bị hụt, anh em lưu ý nha. Con này nó bị hụt 3 phân. Hiện tại nó hụt 3 phân nha, là nó còn 2m37 thôi. Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám. Ngọn cần là ngọn 2.4 ly. Đang tình trạng thế này nha. 2.4 ly, made in Japan. 2m77 thì nó cứng cho 2m37 á. Hiện tại con này độ cứng tầm khoảng vào độ cứng 80 nha. 80 thì mình công ngâm đánh chép ao sông hồ dịch vụ được nha. Đây nó sẽ có sức dâm thế này. Cân nặng của cần thì cân được á là 300g, mã số 22, giá 600.000 nha. Đây 600 ạ. Mã số 23 là một con cần hai khúc, con này cũng chuyên câu ngâm lan xê đánh chép này, ao sông hồ dịch vụ luôn. Con này thì 2m4 của Suzumi anh em. Đây của hãng Suzumi, con này hàng Korea nha. Đây Korea xuất Nhật. Ngọn con này thì là ngọn đặc ngọn tháp. Ngọn đặc thì nó hỗ trợ mình tải cá tốt hơn. Khoen pad Fuji xứ xám, ngọn 2 ly. Cái độ cứng con này thì nó ra cho mình tầm khoảng 50 thôi. Đây, cứng tầm khoảng 50 nha. Dài 2m4. Tay cầm cán mút pad vặn Fuji chữ vàng. Đó, câu ngâm lan xê nha. Cân nặng con này thì cân được là 290g, mã số 23, giá 700 nha. 700.000 ạ. Đây 24 này, 24 thì con này hàng khổng nha này. Con này trên đây mình câu biển này, câu ngâm, câu đáy, nước tầm 80-100m, hay câu máy điện đều được này. Con này Alpha Tackle này. Đây, Alpha Tackle nha này. Con này Alpha Tackle dài là 2m4 nha này, cứng là 300. 300 thì khỏi bàn luôn, của dòng Supercon. Và dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji biển nha. Ngọn lớn, 4.2 ly. Cần con này thì còn mới cứng, tầm khoảng trên 90%. Cứng 300 thì anh em mình dạng bạo lực và siêu bạo lực rồi. Đây, nước sơn, nước xí còn rất đẹp nha. Tay cầm cán mút, bát vặn Fuji, Alpha Tackle chính hãng này. Rất là mới như này. Đó, khuyên biển nha. 2m4 cứng 300. Cân nặng là 440g, mã số 24 như này. Giá 2 triệu nha. Đây, giá 2 triệu cho mình ạ. Đẹp nha. Rồi, muốn câu biển mà muốn câu bạo lực thì ở đây sẽ có con dài hơn. Con này thì cô đai qua dòng Horolock này. Con này phôi hai da rất đẹp nha. Đây hai da rất là đẹp. Con này cái độ dài của cần này là 2m7 nha. Cứng là 120. 120 đổ lên thì dạng bạo lực, đánh cá trai cá chim mực rồi. Con này bản Taiwan xuất Nhật. Phôi là phôi carbon này, xoắn hai da toàn thân. Cái ngọn cần thì ngọn lớn như này, ngọn 3.9 ly. Đây cứng hai cứ 120 3.9 ly khoen Fuji biển. Con này loại xi đá xám. Con này thì loại xi đá đen. Đó. Độ mới cũng tầm khoảng 90%. Con này em đi câu cá trò mà cá trò bò á, cá trầm á, cỡ 20-30 kg thoải mái nha. Tay cầm cán mút, bát vặn Fuji này, DPS. Đó, tay qua Rolex. Gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm như thế này. Cân nặng của cần thì cân được á là 440g, ngọn gần 4 ly nha em. Mã số 25. Giá con này là 1.800.000. Đây, 1.800.000. 26 này, 26 thì con này cứng này, con này nó cứng cũng tầm khoảng 100 hơn nha em. Đây con này thì 2m7, hai khúc. Đây cần carbon. Bản nội địa Nhật. Con này thì khoen pad, các bạn là khoen pad Fuji 3 chân, đây loại xi đá xám hết. Cái ngọn cần thì đo cho mình là sát trên này á là ngọn 2.3 ly. Đây 2.3 ly nha. Mà con này rất là cứng. Cái độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 80 đến 100. Nước sơn thì màu trắng. Đánh cá tra cá chim. Tính là bạo lực được nha anh em. Đi câu mà dạng như quăng bom á. Tay cầm trên này được bọc màng co nhiệt này, pad vặn Fuji FPS 24. Đây Japan này. Đây tổng thể rồi nha. Cân nặng của cần thì cân được á là 370g, mã số 26, giá 800. Đây, 800.000 này. Cứng nha. Con này rất là đẹp. Rồi 27 thì con cần này con này dài hơn, con này thì dài và mềm hơn, cho nên mình câu cảm giác. Con cần này 27 thì dài là 3m, cứng 30. Con này thì của dòng của hãng Sunfit nha em. Sunfit phôi hai da, double carbon, đây made in Japan này. Đây tổng thể rồi nha. Khoen Fuji 3 chân xứ xám, tình trạng con này thì nước sơn nó hơi cũ nha. Ngọn cần thì 2.8 ly, cứng 33m thì nó dạng mềm thôi. Cho nên mình câu cảm giác không cứng lắm. Lưu ý nha, không cứng lắm ạ.
Tay cầm cán bút bát vạn Fuji này, FPS D18. Đây. Cân nặng con này thì nó chỉ có là 280 g, mã số 27, giá 600 nha anh em. Đây 600 ngàn nha. Câu cảm giác thôi. Cuối cùng thì mã số là 28. 28 thì con cần 3 khúc của hãng Olympic này, con ngầm lan xe. Dài là 3m3, cứng 50. Con này bản mình là bản nội địa nha anh em. Đây nội địa Nhật 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng mà không mềm lắm. Olympic dòng Century. Khoen Fuji 3 chân, đây lõi xí đá đen. Hỗ trợ cái đầu bu xích chống xoắn, ngọn 2.5 ly. Cái dòng thì thích hợp anh em mình đánh chép nè. Đang có chép cá mè được nha. Đó, cá 57 kg thoải mái luôn. Tay cầm cán mút bát vạn Fuji này. Đây rất đẹp nha, con này bản nội địa Nhật. Cân nặng là 340 g, mã số 28. Giá con này là giá 800. Đây 800 ngàn nha. Rồi tổng thể thì 28 mẫu cần và 4 con máy. Thì anh em bằng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Chúc đăng ký liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo. Em chụp hình từng mẫu cần mẫu máy, em gửi bên tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em một ngày đi câu thật nhiều cá như sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cho lần sau. Anh em có thể đăng ký video cho anh được đăng ký bật thông báo. Cảm ơn rất là nhiều ạ.